được ban hành vào năm 2007 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Qua nhiều lần sửa đổi, luật thuế thu nhập cá nhân đã và đang thể hiện những hạn chế bất cập, nhất là các quy định liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến. Theo luật thuế thu nhập cá nhân ban hành năm 2007, có hiệu lực năm 2009, thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công 4 triệu đồng trở lên sẽ phải đóng thuế. Người phụ thuộc được giảm trừ 1,6 triệu đồng một người một tháng. Năm 2013, mức thu nhập chịu thuế được xác định từ 9 triệu đồng trở lên. Mức giảm trừ người phụ thuộc cũng tăng lên 3,6 triệu đồng một người một tháng. Năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh một lần nữa được điều chỉnh. Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công 11 triệu đồng trở lên phải đóng thuế. Mức giảm trừ người phụ thuộc tăng lên 4,4 triệu đồng một người một tháng. Mặc dù đã qua 3 lần thay đổi, song sự điều chỉnh này được cho là nhỏ giọt và không theo kịp với mức tăng chi phí sinh hoạt thực tế, đặc biệt ở khu vực thành thị. Quan sát đồng hành cùng cuộc sống của các con, bà Trịnh Thị Ngân, một công chức đã nghỉ hưu cho rằng bước khởi đầu đóng thuế và giảm trừ người phụ thuộc áp dụng từ năm 2020 hiện đã không còn phù hợp. Xăng dầu rồi điện nước, tất cả mọi thứ đều tăng giá và cái nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hiện nay của người dân còn rất là nhiều khó khăn. Với cái mức thu nhập mà một người cán bộ được trừ 11 triệu thì tôi thấy là quá thấp trong cái sinh hoạt của một gia đình. Đối với người mà có giảm trừ gia cảnh thì được 4 triệu tư thì tôi thấy rằng là nhà có hai cháu đi học thì với cái mức đi học hiện nay 4 triệu tư thì không thể nào đủ được các cháu đi học, nhất là hiện nay các trường công thì rất là ít. Cái tỷ lệ các học sinh kể cả mẫu giáo, tiểu học đều chỉ khoảng 50-60% được vào trường công, nên là cái số các cháu phải học các trường tư là rất lớn. Mà cái mức xã hội hóa như thế này thì càng ngày họ càng tăng giá chứ không bao giờ có giảm giá, nên là cái áp lực đến đời sống, đến cái gánh nặng cho vợ chồng trong một gia đình, nhất là gia đình trẻ. Và các gia đình trẻ thì có bố mẹ già, thì cái chuyện là bố mẹ già thì ốm đau, gần hỗ trợ cho bố mẹ già tiền thuốc men. Mà hiện nay cái số lao động mà được hưởng tiền lương hưu là rất thấp, nên là thường rất nhiều gia đình là bố mẹ là không có thu nhập. Thế nên là rất là trông cậy vào con cái. Là nhân viên tư vấn thuế, trung bình thu nhập mỗi tháng của chị Chu Thị Linh khoảng 25 triệu đồng. Sau khi giảm trừ nuôi hai con nhỏ, chị Linh vẫn thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân. Chị cho rằng với nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt thiết yếu hiện nay, mức thu nhập của chị đã phải chịu thuế là chưa hợp lý. Các cái chi phí đi theo của tôi là nó cũng đang rất là tăng. Ví dụ như là nuôi một đứa trẻ nhỏ bây giờ, với cái mức giảm trừ chỉ được 4 triệu 4, nhưng mà cái mức thực tế mình chi trả một em nhỏ bây giờ đi học, đi gửi mẫu giáo thì tối thiểu nhất là cũng phải 4 triệu ạ. Cái thứ hai nữa là tiền sữa cho các con uống hàng ngày, rồi tiền ăn uống, rồi chi chưa kể các chi phí nếu như các con ốm đau. Thì tôi dự trù khoảng tầm từ 7 đến 10 triệu. Chúng tôi làm ở đây là cũng khá là lâu, cũng mong muốn là có một cái nguồn thu nhập ổn định và được là an cư lạc nghiệp tại đây, thì có một khoản tích lũy để được mua nhà ở đây, sinh sống lâu dài ở đây. Thì bây giờ với cái mức như thế đã lại trích một nguồn, một khoản để phải đi nộp thuế. Đấy. Thế nên là cũng mong muốn là nếu được thì mong cơ quan thuế xem xét để nâng cái mức giảm trừ cho bản thân người lao động và cho người phụ thuộc ạ. Theo các chuyên gia, thì những quy định trong tính thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức giảm trừ người phụ thuộc, bậc chịu thuế không được cập nhật theo biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát, trong khi hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đều tăng khoảng 20-30% từ sau dịch COVID-19, khiến chi phí sinh hoạt của người dân bị đội lên. Ông Phạm Hồng Việt, Chủ tịch Hội Da giày Hà Nội, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội, đơn vị có vài trăm lao động, cho rằng những quy định về mức khởi điểm đánh thuế cũng như giảm trừ người phụ thuộc đã không còn phù hợp, vì đời sống của người lao động theo thời gian cũng cần được nâng lên. Các mức thu nhập hiện tại chưa thể gọi là cao đến mức phải đánh thuế. Mức thuế khởi đầu của người lao động ấy thì nó đang ở một cái mức rất là thấp, và hầu hết thì đối với các cái cán bộ công nhân viên của các cái doanh nghiệp, và đặc biệt là đối với doanh nghiệp da giày và dệt may ấy, thì là nằm trong đối tượng những cái doanh nghiệp mà có thu nhập cũng là thấp ở trong mặt bằng của thu nhập của công nhân ở Việt Nam, thì cũng đã rất nhiều đối tượng đã vượt qua được cái mức này. Vậy thì với cái mức thu nhập đánh thuế như hiện nay ấy, thì nó sẽ là một cái gánh nặng cho người lao động hiện nay.
để làm sao để họ có thể nỗ lực được trong cái quá trình họ lao động và sản xuất ấy, để họ có thu nhập cao. Nhưng đồng thời ngược lại thì nhà nước cũng phải xem xét lại để điều chỉnh lại cái mức thuế thu nhập cá nhân để có thể đáp ứng được mong mỏi của đông đảo cái người lao động hiện nay. Lâu nay việc điều chỉnh mức thu nhập chịu thuế và giảm trừ gia cảnh chủ yếu dựa trên đà tăng giá cả CPI. Theo quy định của luật, khi nào chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 20% mới trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến năm 2020, một số hàng hóa cơ bản đã tăng 2-3 lần, chứ không phải chỉ tăng 20%. Trong khi đó, thời gian qua, việc điều chỉnh mức giảm trừ cho người lao động chưa được kịp thời. Vì trên thực tế, mức lạm phát của Việt Nam thường chỉ tăng khoảng 3-4%. Nếu để cộng dồn CPI đến mức tăng 20%, thì phải mất khoảng thời gian là 5-6 năm mới điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Đây cũng là điều khá bất cập khi không động viên khuyến khích được người lao động. Thực ra tôi nghĩ rằng là cái này ảnh hưởng nhiều đến cái tâm lý cũng như là cái năng suất, cái hiệu quả trong lao động. Bởi vì người lao động người ta cứ nghĩ đến rằng người ta sẽ có những cái thu nhập tăng lên, người ta lại phải nộp thuế cao lên, cho nên là cũng không khuyến khích cái người lao động. Thế còn hiện nay thì có rất nhiều đơn vị là đang áp dụng mức lương là lương khoán theo năng suất, nhưng mà khi mà người lao động cố gắng phấn đấu để có cái thu nhập cao hơn thì lại nghĩ đến lại đến cái ngưỡng phải nộp thuế cao hơn, cho nên là người lao động họ sẽ làm không hết cái năng lực, cái khả năng của họ, cũng như là tâm lý họ cũng không nhiệt huyết trong cái công việc, nó ảnh hưởng chung đến cái hiệu quả trong công việc. Trước những bất cập trên, có ý kiến cho rằng để quy định trong luật không lạc hậu, gây thiệt thòi cho người nộp thuế. Vào cuối năm, khi Tổng cục Thống kê công bố chỉ số lạm phát tăng hay giảm bao nhiêu, thì mức giảm trừ gia cảnh cũng nên được điều chỉnh tương ứng. Chẳng hạn lạm phát tăng 5%, thì mức giảm trừ gia cảnh cũng tự động tăng 5%. Nếu không được vậy, thì khoảng thời gian điều chỉnh giảm trừ gia cảnh phải rút ngắn lại 2-3 năm, thay vì chờ 9-10 năm cho đến khi lạm phát tăng đủ 20% như thời gian qua. Cái mức giảm trừ gia cảnh mà chúng ta đưa ra đó, nó đã quá lâu rồi và nó không còn phù hợp với cái điều kiện thực tiễn. Thông thường chúng ta chỉ tính thay đổi cái mức giảm trừ bằng cái việc bù trì cái mức lạm phát thôi. Nhưng thực tế thì rõ ràng là cái mức giảm trừ gia cảnh phải dựa trên nhiều cái nhân tố khác nhau. Từ cái việc là lạm phát mất giá của cái đồng tiền. Cái thứ hai là cái mức độ đời sống bình quân của xã hội được nâng lên. Và cái thứ ba là các cái yêu cầu về cái đời sống vật chất tinh thần của người dân cần phải được cải thiện theo thời gian. Thì lúc đó chúng ta mới đưa ra được cái mức giảm trừ gia cảnh nó phù hợp. Chúng ta cũng có thể so sánh với các nước ở Đông Nam Á. Thì cái mức thuế suất của Việt Nam hiện tại là từ chạy từ 5% đến 35%. Mà phần này thì lại chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công. Và từ tiền lương tiền công thì cái người lao động ấy, người ta còn phải gắn theo cái người phụ thuộc. Thì theo quan điểm của tôi là để không phải là mỗi một lần thay đổi về cái mức giảm trừ gia cảnh này trên luật thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta có thể đưa vào một cái đề xuất là mỗi lần chúng ta điều chỉnh cái mức lương tối thiểu vùng thì cái mức người phụ thuộc, mức tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc sẽ tính theo tỷ lệ như vậy. Thì không cần phải, nó sẽ automatic tự động và không cần phải điều chỉnh luật thuế nữa và không phải đi ra quốc hội mới được. Thì nó sẽ có cái độ trễ và cái phần này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người lao động. Bên cạnh mức khởi điểm đánh thuế và giảm trừ người phụ thuộc, thì quy định bậc thuế lũy tiến cũng bị cho là lạc hậu khi được áp dụng từ năm 2007 đến nay. Theo quy định, thuế thu nhập cá nhân hiện có 7 bậc, thấp nhất là 5%. Và cao nhất là 35%. Sau khi giảm trừ gia cảnh, mức thuế các bậc gồm: thu nhập từ 5 triệu đồng một tháng trở xuống, nộp thuế 5%. Từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng, 10%. Trên 10 đến 18 triệu đồng một tháng, nộp 15%. Từ 18 đến 32 triệu đồng một tháng, nộp thuế 20%. Từ 32 đến 52 triệu đồng một tháng, nộp thuế 25%. Từ 52 triệu đến 80 triệu đồng một tháng, nộp thuế 30%. Và trên 80 triệu đồng một tháng, mức nộp thuế là 35%. Việc chậm điều chỉnh như vậy được cho là đã không kích thích người lao động nỗ lực cho năng suất và thu nhập. Chính vì vậy, đề xuất rút bớt số bậc đang nhận được nhiều sự đồng tình.
Bây giờ đang là từ 5% đến 35%, tức là 7 bậc ấy, thì chúng ta có thể rút ngắn lại là chỉ còn 3 bậc đến 4 bậc thôi. Và cái mức giá trị bắt đầu khởi điểm để đánh thuế thì cũng phải nâng lên, chứ không thể là như bây giờ nữa. Bây giờ mình đang để cái mức là 60 triệu chia cho 12 tháng là bắt đầu sau cái 11 triệu là sẽ lên đến cái mức là 5 triệu tiếp theo. Thì mình có thể là nhân lên không phải là 5 triệu nữa, bởi vì nếu như mà tính cái mặt bằng bây giờ thì với người lao động mà có chuyên môn cao ấy, là lương của người ta không thể là cái mức như vậy được. Và như thế thì người ta sẽ chịu cái mức cao nhất là mức 35%. Thứ nhất là cái mức 35 có thể giảm xuống là còn 25 thôi. Và mức thấp nhất thì mình vẫn có thể để là 5, nhưng cái giá trị để bắt đầu được tính thuế thì mình phải tăng lên. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định những khoản thu nhập chịu thuế là khoản thu từ kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, v.v. Trong đó, nội dung được quan tâm tranh luận nhiều nhất thời gian qua là khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Số liệu từ Tổng cục Thuế cho thấy, trong những năm qua, đóng góp từ thuế thu nhập cá nhân vào tổng thu ngân sách là rất lớn. Năm 2022, mặc dù khó khăn do dịch COVID-19, thuế thu nhập cá nhân vượt dự toán tới 138%. Năm 2023, lần đầu tiên trong 10 năm, thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng trưởng âm, song vẫn đạt 155.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu từ tiền lương, tiền công chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 70%. Các chuyên gia nhận định, dấu hiệu này cho thấy người nộp thuế đang thật sự khó khăn. Doanh nghiệp bị cắt đơn hàng nên phải cho người lao động giảm giờ làm, thậm chí sa thải bớt nhân công. Điều này khiến thu nhập của người lao động giảm sút. Chúng tôi rất mong muốn Bộ Tài chính, Chính phủ cần xem xét tính toán lại các cái cơ sở để tính toán cái mức giảm trừ gia cảnh phù hợp, cũng như đưa ra cái mức mà giảm trừ cho cái người ăn theo của những cái người mà chịu thuế thu nhập cá nhân. Thì lúc đó cái việc mà chúng ta đánh cái thuế thu nhập cá nhân nó mới phù hợp với cái điều kiện thực tế, đảm bảo cái người đóng thuế người ta thấy rằng nó phù hợp, họ đóng thuế nó thoải mái, và đồng thời họ cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế văn hóa của đất nước, để từ đó nâng cao cái mức sống và cái thu nhập của bản thân. Tháng 1 năm 2024, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để giảm bớt khó khăn trong đời sống của nhiều người dân. Bộ này cũng cho biết sẽ nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể luật thuế thu nhập cá nhân để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế. Cùng với việc xem xét mức giảm trừ gia cảnh phù hợp, Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu các quy định khác như ngưỡng thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, các mức thuế suất lũy tiến từng phần, mức độ giãn cách giữa các mức thuế khi tính toán nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, chính sách ưu đãi đối với nhân lực trình độ cao hay chính sách thuế đối với các khoản thu nhập mới phát sinh, để trình Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân trong năm 2025 và 2026. Như vậy, theo kế hoạch, phải tới cuối năm 2025, Chính phủ mới trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân. Và nếu năm 2026 được thông qua, dự kiến đến năm 2027 mới có hiệu lực. Điều này cũng có nghĩa, nếu tính từ năm 2017, thời điểm Bộ Tài chính đề xuất xây dựng dự thảo để sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân đến năm 2027, dự kiến khi luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực nếu được Quốc hội thông qua vào năm 2026, thì lộ trình này đã kéo dài tới 10 năm. Nhiều ý kiến cho rằng như vậy thời gian chờ đợi là quá lâu, nên chăng trong lúc chờ Quốc hội sửa toàn diện luật, Bộ Tài chính cần sớm trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nâng mức giảm trừ gia cảnh nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, cũng như khuyến khích nguồn lực chất lượng cao phát triển, cống hiến.